Giá cà phê hôm nay ngày 12 tháng 6 trong nước tăng cùng sàn London, xuất khẩu cà phê thế giới đồng loạt giảm. Giá cà phê hôm nay ngày 12 tháng 6 trong khoảng 33.400 đến 34.300 đồng mỗi kg. Sáng nay hai sàn cà phê phái sinh diễn biến trái chiều. Tại huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc, Lâm Đồng giá cà phê hôm nay được thu mua với mức 33.400 đồng mỗi kg. Tại huyện Cư M'gar Đà Lạt giá cà phê hôm nay ở mức 34.300 đồng mỗi kg. Tại huyện Yê Hát Leo, Đà Lạt, Buôn Hồ, Đà Lạt giá cà phê hôm nay được thu mua cùng mức 34.200 đồng mỗi kg. Tương tự tại tỉnh Đà Nông, giá cà phê hôm nay thu mua ở mức 34.200 đồng mỗi kg tại Giang Nghĩa và 34.100 đồng mỗi kg ở Đà Giờ Lấp. Tại tỉnh Gia Lai, giá cà phê hôm nay ở mức 34.100 đồng mỗi kg, chưa Prong ở Pleiku và Lager dài cùng giá 34.200 đồng mỗi kg. Còn giá cà phê hôm nay tại tỉnh Con Tum được thu mua với mức 34.100 đồng mỗi kg. Sáng nay giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm tăng trung bình 100 đồng mỗi kg so với cùng thời điểm sáng qua. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong tháng 5 năm 2021 đạt 130.285 tấn, tương đương 2 triệu, 171.400 bao giảm 1,38% so với tháng trước. Được xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm lên đạt tổng cộng 715.263 tấn, khoảng 11,92 triệu bao, giảm 12,01% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân rụt giảm được cho là do giá cước tàu biển tăng quá cao khiến việc giao hàng bị chậm lại, trong khi lượng hàng tồn kho của nhà nông hầu như không đáng kể. Kết thúc phiên giao dịch gần nhất. Giá cà phê Robusta tại London giao tháng 7 năm 2021 tăng 7 USD mỗi tấn ở mức 1.592 USD mỗi tấn. Giao tháng 9 năm 2021 tăng 8 USD mỗi tấn ở mức 1.619 USD mỗi tấn. Trong khi đó trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7 năm 2021 giảm 1,25 cent LB ở mức 157.45 cent LB, giao tháng 9 năm 2021 giảm 1,2 cent LB ở mức 159.6 cent LB. Thị trường cà phê phái sinh đang trong giai đoạn kinh doanh thời tiết, nên những thông tin về lượng mưa tại các vùng trồng trọng điểm đang ảnh hưởng mạnh lớn đến giá cà phê từng ngày. Điều này thể hiện rõ nhất khi hiện nay Azabica đang phụ thuộc rất nhiều vào thông tin lượng mưa tại Brazil. Trong tuần này giá trên sàn New York trồi sụt liên tục. Sản lượng cà phê nhân của Brazil xuất khẩu trong tháng 5 năm 2021 đạt 3.169 triệu bao, loại 60 kg, giảm so với mức 3.595 triệu bao cùng tháng năm ngoái. Xuất khẩu cà phê của Colombia trong tháng 5 năm 2021 cũng giảm 52% chỉ đạt 427.000 bao do tình hình bất ổn tại nước này giá tiêu hôm nay ngày 12 tháng 6, thế giới giảm, cao nhất 72.0 kg, nguồn cung khan, tiêu hữu cơ được săn đón. Tính đến 0 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6, giá tiêu giao ngay tại sản chi, Ấn Độ ở mức 4 triệu, 184.445 du cao nhất 41.730 du thấp nhất, giảm nhẹ 10 du so với phiên trước đó. Cập nhật giá tiêu thế giới. Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, tính đến 0 giờ 15 phút ngày 12 tháng 6. Giá tiêu giao ngay tại sàn chi, Ấn Độ ở mức 4 triệu, 184.445 rupi tạ, cao nhất, 41.730 rupi tạ, thấp nhất, giảm nhẹ 10 rupi tạ so với phiên trước đó. Tỷ giá tính chéo của đồng Việt Nam so với du kỳ Ấn Độ được Ngân hàng Nhà nước áp dụng tinh thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có hiệu lực kể từ ngày mùng 10 đến ngày 16 tháng 6 năm 2021 là 316,9 Việt Nam, đồng INR. Theo báo cáo thị trường hạt tiêu đen toàn cầu năm 2021 từ Research trên Market, thị trường tiêu đen toàn cầu đã chứng kiến tốc độ tăng trưởng vừa phải trong giai đoạn 2015 đến 2020. Trong giai đoạn 2021 đến 2026 sắp tới, thị trường dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ tăng trưởng hàng năm kép, cao vào khoảng 5%. Hiện tại, hạt tiêu đen là mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm và làm đẹp, được chế biến thành gia vị và chiết xuất thành tinh dầu. Ngoài ra, mặt hàng này còn được sử dụng trong lĩnh vực y học do chứa nhiều chất chống oxy hóa. Giá tiêu trong nước Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước giao dịch ở mức từ 68.000 đến 72.000 đồng mỗi kg tại các địa phương. Cụ thể, Giá tiêu hôm nay tại Đồng Nai thấp nhất thị trường khi ở mức 68.000 đồng mỗi kg. Giá tiêu hôm nay tại các tỉnh Gia Lai 69.500 đồng mỗi kg, Đắk Nông, Đắk Lắk 70.000 đồng mỗi kg, Bình Phước 71.000 đồng mỗi kg và Bà Rịa, Vũng Tàu ở ngưỡng cao nhất là 72.000 đồng mỗi kg. Theo các dự báo gần đây, trong thời gian từ nay đến cuối năm, giá tiêu trong nước có xu hướng tăng bởi nguồn cung khan hiếm giá tiêu tăng là động lực để nông dân trồng tiêu tiếp tục đầu tư trong vụ thu hoạch tới. Hiện nay, việc đầu tư phát triển hồ tiêu theo hướng hữu cơ để nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm đang là hướng đi được nhiều hộ nông dân lựa chọn. Phương thức canh tác này mang tính bền vững hơn, an toàn hơn với nông dân so với việc mở rộng diện tích không theo quy hoạch. Như tại huyện Đà Song, Đà Nông, năm 2010, địa phương chỉ có 1.827 ha hồ tiêu nhưng đến năm 2015, toàn huyện đã có 6.802 hectare. Theo giả soát mới nhất của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xong, diện tích hồ tiêu hiện tại của huyện là 14.027 hecta. Sau một thời gian phát triển nóng, diện tích hồ tiêu đã ổn định trở lại. Từ năm 2020 tới nay, diện tích hồ tiêu của huyện giao động xung quanh 14.000 hecta. Sau sự biến động lớn của giá hồ tiêu nên người dân đạt xong đã cẩn trọng đối với loại cây này. Thay vì phát triển nóng, họ quay về với cách chăm sóc truyền thống thiên về sử dụng các chế phẩm sinh học. Trên địa bàn Đà Song xuất hiện ngày càng nhiều hơn các mô hình sản xuất tiêu hữu cơ, liên kết để phát triển hồ tiêu bền vững. Huyện đã có hai vùng sản xuất hồ tiêu ứng dụng công nghệ cao tại Thuận Hà, 416,4 ha và Thuận Hạnh, 1.133 ha. Sản phẩm tiêu hữu cơ luôn có giá ổn định và cao hơn hồ tiêu thông thường khoảng 20%.